mở cửa cho anh ta. Mày nói ít thôi, tao đã bảo rồi, tao không cho mày đi đâu cả. Đây, từ khóa tao cầm đây rồi. Một tuần rồi đấy anh. Một tuần hay là một tháng, kể cả một năm, bây giờ tao cấm mày ra khỏi nhà. Sao anh cấm mày ra khỏi nhà, em đi ra ngoài, em đi chợ thôi mà. Tao không được, bây giờ mày ăn mặc như thế này ra ngoài, thằng khác trong nhóm tao không chịu được, tốt nhất là mày ở nhà đi. Em ăn mặc như này như nào? Đây, mày nhìn mày ăn mặc như này mà được à? Ờ. Thế em mặc đẹp một tí đi chợ, em cũng không cho em đi. Mày đi chợ mà mặc đẹp làm cái gì? Bây giờ, tốt nhất bây giờ tao lấy mày về rồi. Bây giờ tao, mày là của tao, tao muốn làm gì thì mày phải nghe tao. Làm cái gì thế, em cứ khóa cửa này, em đi cà phê, em đi ra chợ, em mua cái nọ mua kia, mua. Bây giờ dịch vụ có hết, gọi điện nó mang về tận nhà, mày không phải đi đâu cả. Thế bây giờ em đi mua băng vệ sinh, em không cho em đi à? Tao mua cho mày, bây giờ nói là mày cứ cãi này. Cãi cái gì mà cãi? Bây giờ nhốt em cả tầm nhà trời, thế đi ăn không? Cháu ơi. Bây giờ con này, bây giờ cháu lấy nó về, bây giờ nó cứ ăn mặc này xong nó đi ra ngoài đường, bây giờ đi chợ nó cứ ăn mặc hở? Hở cái gì, hở cái gì đâu? Ra ngoài một tí cháu làm như thế không được, bây giờ cứ có vợ gì hết. Buông việc của bác hiểu không ấy? Bác ơi, bác thấy nó có vợ nó gồng. Mày vợ nó ở nhà như là mày không phải là kể khổ đấy, tao làm thế là đúng ấy. Bây giờ tao lấy mày về, quyền nắm giữ mày là quyền của tao. Thế về lấy vợ về không tôn trọng vợ, không cho vợ đi đâu cả. Còn mày muốn đi đâu, tao chở mày đi. Tao không cho mày đi một mình, được chưa? Thế anh mở cửa ra, anh chở em đi đi. Không, bây giờ lúc không phải bây giờ. Thế bây giờ sao? Bây giờ chạy ra, bây giờ mày cứ lên nhà, mày ở trong nhà. Bây giờ đầy đứa muốn như mày không được, cái mày nên biết điều ấy. Em không muốn là ngày nào ở nhà xong rồi ăn uống như thế, xong rồi ngủ nghỉ ở nhà không ra ngoài được. Thì chó không? Này mày đứng ngồi anh ấy do anh ấy bao nhiêu người ước nhưng mà không được, cái bây giờ ở nhà chỉ việc ở nhà thôi, ăn mới ngủ thôi, tao đi làm con nuôi mày rồi mà còn đòi hỏi cái gì nữa? Em, mở ra cho em. Tao không mở, tao cho tao phải mở. Thế là anh lấy vợ về là sức nhẹ anh xích vợ ở nhà. Mày này đừng có dùng từ xích đấy, tao đang bảo vệ mày đấy. Bây giờ mày mày ăn mặc như này ra ngoài kia mấy thằng biến thái nhòm ngó mày, nó hiếp ra mày ra. Biết đâu được. Thằng nào thằng biến thái? Ai mà biết được? Mày ăn mặc cái này tao không biết là mày có ý đồ gì không, nhưng tốt nhất là bây giờ mày cứ ở trong nhà ra. Thế từ sau không ăn mặc như này, nó ăn mặc kín áo thì anh tao không tin mày nữa. Lần trước mày cũng nói với tao rồi, xong mà tao xỉnh ra một cái tao, xong rồi mày lại mặc ăn mặc này, xong rồi mày lại đi ra ngoài, tao không tin nữa. Anh mở cửa cho em ra ngoài mua cái băng vệ sinh. Tao đi một tí tao đi tao mua cho, mày không phải là lấy lý do. Anh đi mua luôn đi. Không, tí tao mới đi. Em hết băng vệ sinh rồi. Tí tao mới đi, mày đừng mà lắm mồm. Tốt nhất là bây giờ đi lên nhà nhá. Ở ngoài đường này tao không muốn nó to đâu. Anh mở cửa ra cho em. Bây giờ em không có chịu cuộc sống như này đâu. Lấy nhau về xong rồi anh xiềng xích em ở nhà như thế này à? Đấy, em là không mất tự do nhá. Bản thân mày nghĩ thế chứ, chứ thực ra là như này là bao nhiêu người ước ấy. Mày đừng có mà nói kiểu ấy. Bây giờ anh thấy ta lưu người ta đi, người ta không nghe. Anh nói thế người ta có nghe được không? Đấy là một lũ ngu, nó không biết suy nghĩ thôi. Mày bây giờ mày phải biết tâm biết vận. Mày lấy ra về mày sướng như vua ấy. Mấy khác gì vua chúa. Thế anh bảo người ta ngu anh khôn nhở? Ừ. Anh mở cửa ra cho em nhanh lên, em không chịu cái cảnh này đâu. Đừng có mà ra mồm. Tốt nhất là bây giờ cứ mày là mày muốn ra ngoài ấy. Muốn tự do tốt nhất là mày thì ta mày ly dị đấy. Thì tốt nhất là ly dị đi, sống cái kiểu như thế này bây giờ, do này không sống được. Không ly bây giờ ta cũng muốn ly dị. Đàn ông đàn an gì mà ghen tuông thái quá, không suốt ngày nhốt vợ ở nhà như thế. Bây giờ đi ra ngoài đi mua cái băng vệ sinh ông cho đi. Thì yeah, tao lấy về tao yêu mày tao mới làm thế đi, như bảo thằng khác đây nó muốn làm gì cũng được nhá. Thế này không phải người ta gọi là yêu đâu, cái này là người ta gọi là ghen tuông ấy. Thế mày tao của mày không làm cái điều gì mà ấn không tao so lưng tao làm sao tao phải thế này? Anh cứ mở cửa ra cho em xem nào. Tao không mở ra mày chạy mất à? Em chạy đi đâu được? Ai mà biết được? Bây giờ em đến tháng rồi ra không chịu được, anh chạy ra em chạy ra mua đồ. Thì chịu khó lên kia nằm tí một tí. Nằm cái gì bây giờ em hết đấy rồi. Hết lấy cái vệ sinh mà dùng ạ. À, anh nói thế nghe được à? Đã ông là ăn chồng như thế à? Chồng ép vợ ở nhà không cho ra ngoài thế. Bây giờ mua. Tao không ép mày, tao đang bảo vệ mày thôi. Bây giờ mày đừng có mà nghĩ quá thế nhá. Em không phải nghĩ quá, bây giờ mua đồ dùng cá nhân riêng tư của vợ bây giờ không cho đi. Riêng tư tao mua cho mày được cái gì ra mày cứ nhắm mồm nhỉ? Anh đi mua đi. Tí tao đi mua. Mua luôn đi. Tí tao đi mua. Em sắp không chịu rồi này. Không chịu được thì tao lấy giấy vệ sinh kia mà dùng à? Em không dùng cái kiểu đấy được. Bây thời đại nào rồi, bây giờ đi dùng giấy vệ sinh. Tốt nhất đấy, bây giờ tao không nói nhiều mày. Anh tính ra là anh nhốt em đến bây giờ là một tuần rồi. Thế bây giờ anh định nhốt em cả một tháng à? Tao nhốt phải cả năm luôn đấy. Bây giờ mày muốn thoát ra thì tốt nhất là tao với mày không ly dị thế thôi. Thế sao anh lại làm như thế? Tao bây giờ tao đang bảo vệ, tao đang bảo vệ vợ của tao, thế thôi. Bảo vệ em không thích, bảo vệ em như thế. Tao không thích cái gì, mày không thấy mày sướng à? Em chả sướng. Cơm bưng nước rót đến tận mồm, chả phải làm, động tay động chân chỉ việc ở nhà thôi. Đấy, sao được có con chỉ việc ở nhà chăm con nữa. Em chẳng thấy sướng đâu, đang thấy khổ lắm rồi này.
đấy là mày bây giờ mày đi học hỏi theo bạn bè mày đúng không? Bây giờ thấy bạn bè mày ra ngoài Azure A cộng nhưng mà Azure cho mà nó chúng nó mất dạy nhưng mà chúng mày thấy không cảm thấy mày không chịu được nhưng mà bây giờ mày về mày ăn vạ tao đúng không? Không ấy rồi ly dị đi. Tao bây giờ tao không thích cái gì. Bây giờ có vợ ở nhà không cho vợ ra ngoài giao du bạn bè suốt ngày nhốt vợ ở nhà. Bạn bè mày nói thật bạn bè mày chả đứa là tốt kìa. Tao ra ngoài tao chỉ sợ mày nó làm gì mày thôi. Làm gì được? Thôi tốt nhất là bây giờ anh không tôn trọng cái sự tự do của em ấy. Ly dị nhanh. Mày như này mà mày bảo là tao lấy sự tự do của mày à? Bảo mày đi đâu tao vẫn chở mày đi này. Tao không mở làm sao mà tại sao tao phải mở mày 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 bảo mày phá vào tao cái phá đi cho mày phá tao cái mở ra cho em. Mày đứng ngồi ra luôn. Em phá mông em phá khóa nhá này. Bỏ ngay ra không có phá gì cả. Bỏ ra. Bỏ ra cái gì? Bây giờ anh cứ nhốt em như thế này à? Tao không nhốt mày, tao đang bảo vệ mày thôi. Em mày... đang phát điên với cái sự bảo vệ của anh ấy. Phát điên cái gì mày, đấy là tại mày cứ anh nghe tao nói mày. Anh bỏ cái này không chịu được. Mày bỏ cái này không có phá gì. Không cả. Bỏ cái gì cả, nhanh lên. Tí, mày cứ nghe tao mở ra, tao chỏ mông. Thế mở ra đi, nhanh. Tí nữa. Nhanh lên. Chưa đến giờ. Em hết băng vệ sinh không chịu được, anh thì mở ra nhé. Băng vệ sinh nào lấy băng vệ sinh kia mà chúng ta. Khẩn trương. Bây giờ tao nói lần cuối cùng, mày thích đi đâu tí nữa tao thở. Còn bây giờ mày cứ lên nhà mày làm tao đi, tao rồi tao đi mua giấy vệ sinh ngoài. Mày không phải đi đâu cả nhá. Không phải phá. Mẹ thằng chó ấy. Biết. Mày cứ ở trong nhà đi. Tao còn nhốt mày dài, yên tâm. Mày biết đi. Tao còn về mày đấy, thôi tao không phải biết gì cả. Tao đã uống nước chè kia nửa tiếng sau tao về. Mày